Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm mới, đó là cái bể gia nhiệt của Medmer và có cái mã là WNB. Thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ lược về nó. Thì nó được là một cái khung bằng thép không rỉ và ở phía trên nó có một cái nắp đậy. Thì ở trên này để được cái mấy cái loại dung dịch hóa chất ở trên đây. Và dưới đây là một cái màn hình LED và hai cái nút điều chỉnh. Và bên đây thì nó sẽ có một cái van để xả nước. Đây. Rồi. Và đi kèm hơn nó là cái hướng dẫn sử dụng. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn với các bạn cách sử dụng nó. Thì ở phần trong cái lòng cái bể này thì nó có dung tích là 22 lít, và khi mình đổ nước vào á thì ở trên cái thành bể thì nó sẽ có hai cái vạch, một là min và hai là max. Thì mực nước mình đổ vào á thì không được thấp hơn cái vạch này và cũng không được cao hơn cái vạch này. Thì mình đổ mực nước vừa phải là ở trong cái khoảng từ min đến max, là trong cái khoảng này. Rồi. Thì về ở phía bên ngoài thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách set thời gian và cái nhiệt độ. Thì đầu tiên thì mình sẽ mở lên. Thì mình ấn xuống cho cái nút này lên là mở lên, mở nguồn. Và cái nhiệt độ này là mình set nó được. Thì giờ tôi sẽ hướng dẫn set nhiệt độ. Thì nhiệt độ thì tùy vào các bạn muốn nhiệt độ bao nhiêu thôi. Thì khi mình set nó thì mình đây là mình có một cái nút, thì mình sẽ đè vào và mình chỉnh xoay theo cái chiều kim đồng hồ, và ngược lại thì cái nhiệt độ tăng giảm tùy theo mình muốn đặt cái nhiệt độ nó là bao nhiêu. Thì đơn vị nó là độ C. Rồi. Và mình sẽ chuyển theo cái giờ, mình sẽ chuyển qua hai cái chế độ mình set thằng thời gian. Thì mình cũng đè theo nè. Thì giờ mình sẽ chuyển qua nha. Mình nhận là thì mình nhận qua trái qua phải nè, cái nút này. Đó, mình sẽ qua cái nó sẽ hiển thị cái đồng hồ và cái hiện cái ký hiệu này. Tại vì mình để nhanh để lâu đó, nó sẽ nhảy qua cái nhiệt độ mình sẽ đây, nó sẽ ký hiệu delay. Thì giờ mình cũng đè set và mình quay theo cái nút lớn này nè, theo chiều kim đồng hồ, hoặc là ngược lại. Đây là số phút và đây số phút, thì mình chỉnh là 10 phút này. Thì trong cái khoảng 10 phút này thì nó sẽ, khi mình set 10 phút á thì sẽ khoảng 10 phút sau thì cái máy, cái bể của mình mới hoạt động. Thì nó sẽ tới đó, tới khoảng 10 phút thì nó hoạt động và khởi động, và nó sẽ gia nhiệt theo lên cái nhiệt độ mình cài đặt là 35,5 độ C lúc trước mình cài đặt. Rồi mình sẽ thêm một cái chế độ nữa là mình cũng xoay qua đây. Là chế độ là mình sẽ nó giữ lại cái khoảng bao nhiêu thời gian bao nhiêu. Khi mà cái lò cái bể á gia nhiệt tới cái nhiệt độ này như 35,4 thì cái hô đó là sẽ giữ lại, duy trì lại cái nhiệt độ đó trong khoảng thời gian bao lâu. Thì cái này mình sẽ cài đặt nó qua theo thằng chế độ này. Mình cũng đè nút set và mình xoay cái nút này theo là 5 phút. Thì nó 5 phút này thì khi mà cái bể gia nhiệt tới nhiệt độ 30 mấy thì mình lúc nãy mình sẽ là 35,4 á, thì sẽ có 5 phút nó sẽ giữ lại, thì cái nhiệt độ nó sẽ duy trì được 5 phút và sẽ sau 5 phút nó sẽ tắt, nó sẽ hạ nhiệt lại. Rồi, thì cái bể này thì nó sẽ có 3 cái chế độ đó, mình tùy chỉnh tùy vào người sử dụng thôi. Rồi.